Rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng, các chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều tối hôm nay mình sẽ review, giới thiệu cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, vị trí đắc địa sầm uất của thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có diện tích là chiều ngang 4,5m, chiều dài là 22m, tổng diện tích gần 100m2. Nhà sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ rồi. Nhà một trệt hai lầu đã hoàn công quý vị nhé. Đây là mặt tiền căn nhà này, mặt tiền phố, ban công vuông. Nhà này thiết kế như là một trệt ba lầu luôn rồi quý vị nhé. Với công năng sử dụng gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 5 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. View kinh doanh, buôn bán, mở văn phòng công ty rất là tốt trên trục đường này. Khu vực này thì quý vị nhìn thấy nhà nào cũng kinh doanh, buôn bán. Mình khu vực này có tới 4-5 quán cà phê cũng như nhà nghỉ, khách sạn rất là sầm uất. Vị trí gần với chợ Di An, gần với nhà thờ Di An, gần với khu trung tâm hành chính Di An cũng như là Linh Xuân, Thủ Đức. Từ đây mình di chuyển đi Linh Xuân, Thủ Đức cũng rất là gần quý vị nhé. Quý vị nào đang có nhu cầu mua nhà mặt tiền đường, kinh doanh, buôn bán, vị trí đẹp, đắc địa thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn để mình đi xem trực tiếp. Mình quay cơ sở hạ tầng cũng như tiện ích xung quanh rồi mình sẽ vào trong quay chi tiết trong nhà cho anh chị xem nhé. Một vị trí rất là đắc địa của thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Bây giờ mình vào trong tham quan chi tiết căn nhà chủ nhà để view này. Quý vị có thể không có nhu cầu để xe hơi ở đây thì có thể làm một kiosk cho thuê ở đây được quý vị nhé. Chủ nhà để sân rộng tầm khoảng là 8-9m. Và mặt tiền quý vị nhìn thấy này, mặt tiền phố, ban công vuông, giá 3 lầu đã hoàn công đầy đủ rồi nha quý vị. Với diện tích chiều ngang 4,5m, chiều dài lên tới là 22m. Một vị trí rất là đắc địa mà có diện tích đẹp như thế này. Cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa sắt. Chủ nhà làm cửa sắt ở ngoài gần như là cửa tạm thôi quý vị nhé. Ở ngoài làm như là cửa tạm thôi. Quý vị về có thể nếu mà có nhu cầu làm một kiosk ở ngoài đây thì mình sẽ làm cửa cuốn này, bỏ cửa sắt đi nhé. Và nếu mình ở thì có thể làm cửa cuốn luôn. Trong đây mình có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Nhà này thì đi dây chờ camera xung quanh nhà hết rồi, vì nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán mà. Đây là dây chờ camera, chủ nhà đi thừa dài đây nhé quý vị. Sàn trong đây thì được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá loại 1 khổ 80-80. Vách hai bên thì được chủ nhà sơn trắng quý vị nha, không có làm màu mè, vì đây là một view mặt tiền đường kinh doanh buôn bán. Nhà xây mới 100%, có vị trí ngay phường Di An, gần với chợ Di An. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hẹn nhà đất Hồng Sơn ở chợ Di An, hoặc gần nhà thờ Di An, hoặc ở ngã ba Cây Điệp, hoặc ngã ba Ông Xã, nằm trên trục đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn An Ninh. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Và khu vực này thì rất gần với các cụm trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Riêng trường cấp 3 và cấp 2 thì ở đây có tới 4-5 trường cấp 3, cấp 2 quý vị nhé. Trường công, trường tư rất là nhiều. Phòng bếp thì quý vị có thể kê bàn ăn 8 ghế hoặc 10 ghế. Và dưới đây thì mình có chỗ kê tủ lạnh này. Kê tủ lạnh size lớn ở đây thoải mái luôn nha. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực sơn màu xanh. Phía trên mình có hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở trên. Một căn nhà có tới 5 phòng ngủ và 5 phòng vệ sinh. Tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Phía cuối nhà mình có một hành lang giếng trời, chủ nhà để trống tầm khoảng 1m ở đây. 1m giếng trời ở đây quý vị nhá. Chủ nhà để trống không có xây, tạo một không gian thông thoáng, gió lùa từ trước ra đằng sau rất là mát mẻ. Và đây là phòng vệ sinh đầu tiên của căn nhà mình. Như mình nói, nhà này có tới 5 phòng vệ sinh quý vị nhá. Và phòng giặt, phòng thờ có đầy đủ hết. Quý vị nhớ xem hết video và hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video của nhà đất Hồng Sơn đăng tải lên nhiều căn nhà đẹp cho quý vị xem.
Và giá căn nhà này thì đang được chính chủ gửi bên nhà đất Hùng Sơn chào bán với mức giá là 8 tỷ 250 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng trực tiếp cho một căn nhà 100 mét vuông mặt tiền đường, vị trí đắc địa như thế này. Và hướng của căn nhà này là hướng Tây Nam quý vị nhé. Phù hợp với anh chị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch nếu quý vị mà quan trọng bên hướng. Và đường phía trước rộng tầm khoảng là gần 20 mét. Và đây là phòng ngủ đầu tiên này. Do chủ nhà thiết kế căn nhà này để xây ở nên cũng không có làm màu mè. Do điều kiện công việc chủ nhà muốn bán căn nhà này cho anh chị nào có nhu cầu mua nhà mặt tiền đường, kinh doanh, buôn bán mà theo dõi được video của nhà đất Hùng Sơn thì hãy liên hệ cho Hùng Sơn để mình đi xem trực tiếp nhé. Khu vực giếng trời này. Mình cùng sang tham quan tới khu vực phòng ngủ thứ hai. Khoảng trống cầu thang này rất là rộng, quý vị có thể kê một bộ bàn ghế uống cà phê nhỏ nhỏ khu vực này. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng và nội thất được chủ nhà làm nội thất rất là cao cấp quý vị nhé. Một căn nhà chính chủ thiết kế xây để ở nhưng do điều kiện công việc chủ nhà muốn bán lại căn nhà này cho anh chị nào có nhu cầu mua để vừa ở vừa kinh doanh buôn bán. Phòng ngủ đây nhé. Đường phía trước quý vị này, đường rất là lớn. Quý vị đợi một xíu mình sẽ lên lầu trên quay từ trên xuống dưới cho quý vị xem. Đây là một khu vực rất là đắc địa của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một cụm khu trường học, chợ và gần đây thì có những căn chung cư đang được mọc lên gần với khu vực như là ngã ba ông xã, ngã ba cây điệp. Quý vị ở đây di chuyển đi trung tâm hành chính Dĩ An rất là gần, chỉ tầm 2 km là ra tới trung tâm hành chính Dĩ An và ra tới Linh Xuân Thủ Đức thì hết tầm khoảng là 3 km thôi quý vị nha. Phòng ngủ thứ ba này. Sàn trên đây được chủ nhà lót gạch bóng kín rất là đẹp nha. Và nội thất thì phòng nào cũng tương đối như nhau. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông của nhà đất Hùng Sơn và hãy lưu số điện thoại của Hùng Sơn về để lúc cần có thể alo cho nhà đất Hùng Sơn để đi xem nhiều mẫu nhà và nhiều giá khác nhau. Số điện thoại của Hùng Sơn là 0973 114 255 quý vị nhé. Ngoài ra còn một số dùng Zalo là 0983 155 009. Hãy alo cho nhà đất Hùng Sơn để đi xem trực tiếp sản phẩm này và hẹn mình ở chợ Dĩ An, nhà thờ Dĩ An hoặc ngã ba cây điệp, ngã ba ông xã của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây là phòng ngủ thứ tư rồi quý vị nhé. Phòng ngủ thứ tư. Quý vị nhớ xem hết video, mình sẽ lên lầu trên quay chi tiết ở trên cho quý vị xem. Khu vực nhà đất Bình Dương, nhà đất Hồng Sơn có rất là nhiều sản phẩm, đặc biệt là thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và khu vực lân cận với hai thành phố trên như là thị xã Tân Uyên, Bình Dương hoặc là thành phố Biên Hòa, Đồng Nai hoặc là thành phố Thủ Đức, Linh Xuân, Thủ Đức, Bình Chiểu, Thủ Đức. Mình có hết quý vị nhé. Lên lầu trên cùng, ở đây chủ nhà có gắn dây camera chờ sẵn đầy đủ hết. Và đây là phòng ngủ thứ năm này. Phòng ngủ thứ năm này thì chủ nhà thiết kế được nhiều công năng. Quý vị có thể làm thêm phòng vệ sinh thứ sáu ở đây hoặc là làm phòng kê máy giặt, phơi đồ. Thì đây chỉ được là phòng phơi đồ thôi, hoặc là phòng thờ cũng được quý vị nhé. Phía trước nhà mình là sân thượng trước, cầu thang này, sân thượng trước quý vị này. Mình sẽ ra tham quan hết khu vực này quý vị nhé. Trên đây chủ nhà đã lót gạch hết rồi. Giá chỉ có 8 tỷ 200 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà đẹp như thế này rồi. Đây con đường này. Đường rất là lớn quý vị nhé.
diện tích là ngang 4,5 m, dài là 22 m, giá là 8.250.000 đồng. Giá này vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn qua số điện thoại 0973 114 255, mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp